Chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài số 23 trong chương trình công nghệ lớp 10, đó là bài chọn lọc giống vật nuôi. Ở bài này có những nội dung chính sau. Phần 1 La Mã là các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá và chọn lọc giống vật nuôi, thì gồm có 3 chỉ tiêu chính. Thứ nhất về ngoại hình, thể chất. Thứ hai khả năng sinh trưởng phát dục. Và thứ ba là sức sinh sản. Ta tìm hiểu phần đầu tiên, đó là ngoại hình thể chất. Ngoại hình là gì? Ngoại hình là hình dáng bên ngoài của con vật, mang đặc điểm đặc trưng của giống. Ví dụ như là lợn móng cái. Lợn móng cái thì sẽ có đặc điểm đặc trưng của giống đó, đó là bụng bụng phệ nè, đầu đen nè, phần lưng có mảng đen hình yên ngựa nè. Đó là những đặc điểm về ngoại hình. Rồi, thể chất là chất lượng bên trong, là mặt sinh lý của cơ thể vật nuôi. Phần này các em ghi bài vào. Gạch đầu hàng thứ nhất, ngoại hình. Gạch đầu hàng thứ hai, thể chất. Hai phần này các em ghi tương ứng với hai gạch đầu dòng. Thể chất là chất lượng bên trong và là mặt sinh lý của cơ thể vật nuôi. Ví dụ như là thể chất sẽ phụ thuộc vào gì? Cái tính di truyền và điều kiện môi trường sống nữa. Ví dụ em cung cấp đầy đủ thức ăn, môi trường sống thuận lợi, chăm sóc quản lý tốt, thì vật nuôi nó khỏe mạnh, gọi là thể chất nó sẽ tốt. Hoặc là tùy giống, đặc điểm di truyền là có những giống là con non rất là khỏe chẳng hạn. Ơi, đây là đặc điểm ngoại hình của một cái giống bò, đó là bò Hà Lan. Nhìn vào đặc điểm ngoại hình thôi, ví dụ như là bầu vú to nè, nấm vú tròn nè, có tĩnh mạch vú nổi rõ luôn nè. Thân trước thì hơi thon một tí. Nhìn vào thì có thể dự đoán được nè, bò này nuôi là hướng sữa là chủ yếu. Đây là một số bò giống bò hướng sữa tham khảo thêm. Kế tiếp là ví dụ là bò hướng thịt. Ở quan các em quan sát ngoại hình thấy là gì? Cả toàn thân, bề ngang hay bề sau của cơ thể nó đều phát triển hết. Ở phần cổ thì ngắn ngắn nè, thô nè, vai thì rộng nè. Đặc biệt là gì? Chân tương đối ngắn và đùi thì nở nang nè, hơi hướng là sẽ chứa nhiều thịt nè. Giống bò này chủ yếu nhìn vào ngoại hình thôi là biết là người ta sẽ dự đoán được sức sản xuất của nó là lấy được thịt, bò nuôi để lấy thịt. Một số từ ngữ thông dụng giới chăn nuôi người ta hay dùng sử dụng, ví dụ như thể chất thanh, thể chất thô, săn hay sỏi. Ví dụ như là sỏi, sỏi tức là đang nói tới là lớp mỡ nó dày, da nó sẽ nhão mềm thì người ta gọi là sỏi. Còn săn lấy là gì? Xương khớp nổi rõ, da thịt nó cứng cáp thì ta dùng là săn. Đây là mấy cái giống mà ví dụ châu bò hay này nọ dùng để cày kéo. Phần này các em tham khảo thêm chứ không có ghi bài vào. Mục số 2, tiêu chí số 2 là khả năng sinh trưởng phát dục. Thì ở phần khả năng sinh trưởng phát dục thì sẽ đánh giá được rồi này. Mình học khái niệm sinh trưởng phát dục. Sinh trưởng là tăng lên về kích thước và khối lượng. Như vậy để đánh giá được khả năng sinh trưởng thì người ta bắt buộc phải đánh giá qua tốc độ tăng khối lượng của nó và cái mức nó tiêu tốn thức ăn. Ví dụ nuôi giống nào mà tiêu tốn thức ăn ít nhưng mà trọng lượng khối lượng nó tăng nhanh thì giống đó sẽ được người ta ưa chuộng. Rồi, phát dục sẽ đánh giá nó thông qua hoàn thiện cơ thể và thành thục tính dục. Ví dụ được tầm bao nhiêu ngày thì nó đẻ được ha. Ví dụ gà mái nuôi tầm 134 ngày trở đi thì nó bắt đầu đã đẻ được. Hoặc là trâu thì tầm 30 tháng để thấy là có khả năng sinh sản được. Thì người ta đó là đánh giá được sự phát dục. Ở phần này các em ghi hai cái ý, hai gạch đầu dòng trong không vào, không có ghi ví dụ. Đây là một số giống nè. Ví dụ như gà ác, người ta nuôi để lấy thịt. Thịt của nó thì các em thường thấy là có màu đen, giúp giàu giá trị dinh dưỡng. Thì mức độ tiêu tốn thức ăn là cũng khá là ít, 2,5 đến 2,7 kg trên kg tăng trọng. Và tầm 45 ngày tuổi 0,2 kg trên con. Và chủ yếu người ta nuôi để lấy thịt thôi. Giống kế tiếp ví dụ như là vịt cỏ. Vịt cỏ thì là nuôi lấy thịt chủ yếu lấy theo thời vụ ha. Khối lượng của nó là tầm bữa con vịt đực á, thì nặng hơn so với con cái, nó tầm 1,5 kg, 1,7 kg, nói chung là 2 kg đổ lại. Trứng thì lấy tầm 160 đến 225 quả trên một năm đối với con mái. Ở giống vịt này người ta hay nuôi chạy đầm nhiều nữa các em, vịt chạy nuôi chạy đầm nhiều ở các vùng quê. Sức sản xuất
tiêu chí thứ ba, đó là khả năng tạo ra các sản phẩm như thịt, trứng, sữa. Ví dụ nuôi bò lấy thịt hay lấy sữa, nuôi gà lấy trứng hay lấy thịt chẳng hạn, nuôi trâu để kéo cày chẳng hạn, thì đây người ta gọi là sức sản xuất thịt, trứng, sữa. Đây là một số dạng ví dụ nè. Tùy thuộc vào cái mục tiêu mình đạt được, giá trị kinh tế của người chăn nuôi. Ví dụ người ta cần chủ yếu là lấy sữa thì chọn giống nào cho sữa nhiều, sức sản xuất cơ sở cao. Giống nào người ta mục tiêu nuôi để lấy thịt, chọn giống nào mà có thể chất cái xăng thịt nhiều, người ta thở nuôi. Ở phần sức sản xuất, quay lại phần sức sản xuất. Sức sản xuất các em ghi cho cô hai cái khái niệm, hai hàng đó là khả năng tạo ra các sản phẩm như thịt, trứng, sữa. Đây là một số giống nha, ví dụ như vịt Cocky Campbell. Đây có nguồn gốc từ Anh. Thì nó đẻ tầm 150 đến 200 quả trứng trên một năm đối với con cái. Đây, thấy rất quen thuộc. Đây là giống lợn rừng. Ngày nay người ta đã ứng dụng trong chăn nuôi, nhiều nhà nông người ta đã nuôi được lợn rừng. Thì khi con non thì nhìn ở mảng lưng là cái lông nó màu sọc, nhưng mà khi trưởng thành rồi thì thường nhìn là thấy một màu thôi. Cái phần sọc nó từ từ nó hơi lẫn với cái phần đen. Heo cỏ, heo rừng đặc biệt nè. Đây là lông đen, tai nhỏ, lưng cong mụn phệ, và đặc biệt cái giống lợn rừng nè. Thì nuôi tầm trưởng thành đạt tầm 80 đến 100 kg thôi. Phần số 2 các em tìm hiểu là một số phương pháp chọn lọc giống vật nuôi. Thì ở đây các em sẽ ghi phần phương pháp thứ nhất là chọn lọc hàng loạt. Chọn lọc hàng loạt tức là chọn nhiều cùng một lúc, nên chọn nhiều dựa vào một tiêu chí nào đó, chẳng hạn như chọn con mái chỉ quan sát vào ngoại hình thôi, dở lên, lật ngược lên, nên gà lật ngược lên nhìn, phải không? Chọn được con đực, con cái, chọn để làm giống chẳng hạn, hay là con nào khỏe mạnh nè, cứng cáp hay gì đó thì ta chọn. Thì chọn hàng loạt thì nó có ưu điểm là được nhanh, nhưng mà bù lại thì là nó sẽ hiệu quả không có cao, chọn đôi khi có sai sót. Còn chọn lọc cá thể, phần này các em cũng ghi vào, là người ta sẽ áp dụng chọn lọc ra những cái con đực giống để đặt yêu cầu về chất lượng giống. Ví dụ như ở đây người ta sẽ ứng dụng chọn 3 bước trước, chọn tổ tiên của nó, sau đó chọn bản thân đời đó, rồi kiểm tra coi đời sau nó đẻ ra con hay cháu có giống như vậy hay không, những đặc điểm đó. Người ta gọi là chọn lọc cá thể. Thì cái ưu điểm chắc chắn là nếu chọn kỹ càng như vậy thì hiệu quả sẽ cao. Nhưng mà bù lại, cái khoảng thời gian 3 bước đó nó tốn rất nhiều thời gian. Thậm chí là gì? Nếu mà muốn rút ngắn được thời gian nhanh hơn thì đòi hỏi cái người thực hiện phải có trình độ cao. Ví dụ phân tích gen hay gì đó chẳng hạn ha. Rồi, kết thúc bài này. Các em ghi cái phần chọn lọc hàng loạt chứ chọn lọc cá thể. Rồi hai phần một đó ghi vào hết.